Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận video mới nhất. Chào mừng anh em đã trở lại với channel Chém Game. Việc nạp quân huy vào liên quân đang có một sự tiến bộ rất đáng kể anh em ơi. Từ việc nạp bằng tài khoản, nạp bằng SMS hay là Google Play thì hiện tại chúng ta có rất nhiều cách để nạp quân huy và có cho mình các bộ trang phục tuyệt đẹp rồi. Và hiện nay, chính thức Viettel đã ra mắt cái dịch vụ đó chính là nạp quân huy bằng tin nhắn, chính thức trở lại rồi anh em ơi. Nhưng mà chúng ta lại có một cách thức khác để thực hiện. Hôm nay mình chỉ cho anh em từng cách thực hiện, một là trên điện thoại, hai là trên PC ngay bây giờ cho anh em ngay bây giờ nhé. Let's go. Đầu tiên là trên điện thoại mua ra sao. Anh em nhìn nhá, chúng ta vào một cái trình duyệt nào đó, vào trang nạp thẻ.vn. Đây là trang duy nhất nạp cạc cho Garena, tức là nạp cạc vào liên quân đó. Ngoài trang này thì tất cả trang khác đều lừa đảo nhá, chỉ có nạp thẻ.vn mà thôi, anh em đừng quên ở đó. Sau khi chúng ta đăng nhập vào, các bạn lựa chọn các mức giá quân huy mà chúng ta muốn mua, 10.000, 20, 200, 100, vân vân. Đây, sau khi chúng ta mua xong, chúng ta có cái dòng này, anh em có thấy được không ạ? Garena DK20 liên quân ... và rất nhiều số khác. Anh em copy đầy đủ cho tôi, copy, sau đó anh em vào phần tin nhắn, anh em gửi đến 9029 cho mình nhé. Đây, anh em đợi một chút để người ta xác nhận nạp quân huy cho các bạn. Đợi một chút nha. Chuẩn bị. Tinh 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 tinh. Nét lâu bị ta. Đây, giao dịch hoàn thành. Bạn còn được cộng thêm 100 mê tốc độ data của anh em ơi. Thật tuyệt vời đúng không nào. Đây, chúng ta vừa giao dịch thành công rồi đó. Chúng ta vào game để test nhá. Đây, lên 91 quân huy rồi. Thật tuyệt vời đúng không nào. Anh em đừng quên rằng chúng ta nạp như vậy còn được cộng thêm data free cho anh em chơi liên quân bằng 3G, 4G, Tetbo, tốc độ cao đó nhá. Mua trên máy tính hoặc là trình duyệt chúng ta làm sao. Đây anh em nhìn nhá, sau khi chúng ta đăng nhập vào, anh em lựa chọn phần Viettel, lựa chọn MS và lựa chọn mức giá cho anh em muốn, 50, 100, 200. Thật tuyệt vời đúng không nào, anh em nhìn nhá. Đây, sau khi chúng ta có cái Garena DK20LQ, chúng ta ấn vào đây, gửi 9029. 9029. Soạn với nội dung như sau. Nếu các bạn chỉ có lựa chọn là DK20 liên quân thì có một điều bất ngờ dành cho anh em. Anh cứ từ từ nhé. Tôi test hết tất cả trường hợp để cho anh em khỏi phải thắc mắc, khỏi phải hỏi nhiều, xem là thực hiện được luôn. Đấy mới là điều mà một video muốn gửi gắm đến các bạn, tức là các bạn chỉ cần xem thôi là có thể làm được. Đây, tôi soạn là tôi bỏ từ Garena đi, soạn là DK20LQ thì tin nhắn sai cú pháp nào. Anh em phải thêm Garena trước DK20LQ nhá. Đó là cách để anh em soạn tin nhắn chính xác và thực hiện thành công. Chúng ta cùng thực hiện lại nhá. Garena đây, ok. Dán vào DK20LQ. Anh em đợi trong giây phút nhá. Anh em đừng quên để lại một like và share. Nếu không có thể thì đăng ký kênh nhé anh em ơi. Video này là mình thực hiện tường tận cho anh em các kiểu luôn. Anh em nào mà muốn nạp theo kiểu qua Google Play thì đều có thể. Nhà mình thấy là cách này nó khá tiện ích chứ đúng không nào. Chúng ta kiểm tra thanh toán nhận đấy, thấy chưa. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành rồi, giao dịch thành công rồi anh em ơi. Được cộng thêm 100 MB data sử dụng cho dịch vụ mobile internet. Tức là không chỉ liên quân thôi, mà anh em còn có thể lên đọc truyện, đọc báo hoặc là xem phim Toko các kiểu, ok. Thì mình vừa giới thiệu xong rồi, thì chúng ta vào test trong game nhá, để xem cái lượng quân huy chúng ta gia tăng ra sao. Đây, gia tăng là từ 559 lên ở đây anh em ơi. Vậy là chúng tôi vừa nạp xong cái thẻ 20.000 và hiện tại là có 59 quân huy dành cho anh em đây, thấy chưa. Thật tuyệt vời đúng không nào. Không chỉ vậy mà còn được tặng thêm cả data free. Đó là một cái điều tuyệt vời nhất cho anh em nào mà đang sử dụng 4G đúng không nào. Vừa được nạp quân huy lại có thêm data, một công đổi việc rồi. Đây, DK100 được tặng 500 MB, DK200 tặng 1GB. Thật tuyệt vời đúng không nào, sử dụng trong 7 ngày luôn. Còn giá thấp hơn thì sử dụng trong 1 ngày thôi. Ok, và hôm nay thì mình vừa giới thiệu cho anh em cách nạp quân huy rồi đúng không nào. Thì bây giờ hôm nay mình chơi vị tướng Batman, cho thêm một chút thời lượng nhá. Ở bên dưới màn hình, góc bên trái là trang bị và bảng ngọc chuẩn mùa 7 của Batman anh em ơi. Batman đi roam phải làm sao? Đương nhiên rồi, Batman đi roam không cần phải giúp thằng đi rừng nó ăn quái đâu anh em ơi.
đi room thời nay thì chỉ cần bảo kia, ôi dồi, chơi, xem thằng nào, sợ thằng nào, xem thằng nào, sợ thằng nào, xem thằng nào, ôi dồi ôi, chạy ngay. Nói chung là Batman đấy, Joker ở đầu game nó khỏe lắm anh em ạ, nhưng mà thằng Batman nó còn lì lợm và đáng gờm hơn. Như vậy là chúng ta vừa xác định được cái thằng mặt lìn team bạn đang cướp rừng, chứ vậy phải quay ra đây để mà đổi bùa luôn. Đấy, gắt đấy, gắt đấy. Hơi gắt chút anh em ạ, đang đợi đồng đội để mà tụ tập tại đây. Cướp rừng kia. Đổi bùa. Ok, chúng ta sẽ đổi bắt luôn. Có một hành vi cướp bùa ở đây. Đồng đội phản ứng hơi chậm, nhưng mà tôi sẽ bắt được cái tên trộm này. Bạn chạy đâu ấy? Bạn ơi, hình như bạn hắn chưa cướp được em ơi. Chưa cướp được luôn kìa. Mấy ID này, ID cầm bộc phá anh em ạ. Rồi né luôn. Mình cũng tưởng là ID cầm kia cơ. Bọn này còn định đánh nhau kìa. Ôi giời, ID kìa anh em ơi. Giờ này tôi sẽ làm một pha tuyệt đẹp cho anh em nhá. Không chạy à em ạ. Chạy ngay anh em ạ. Nấp tiếp, nấp tiếp. Chuẩn bị úp trụ này. Vào luôn, vào luôn. 3, 2, 1. Đấy rồi, phi tiêu anh đây rồi. Phi tiêu của anh. Anh em đoán xem phất một nút hay là không. Bùm. Tuyệt vời đúng không nào. Đó là sự đáng sợ của Batman đó anh em ơi. Bùm. Nghe câu rất là sướng, đó là kiểu cảm giác là đối thủ bất lực rồi, không biết phải làm sao. Ăn quả bom này thôi xong rồi lượng ơi đúng không nào. Ăn ngay phất blood quá tuyệt vời rồi. Bây giờ chúng ta check ra đường rồng nào. Đây rồi, còn đợi đây rồi anh em ơi. Mình bắt được không đây. Phóng. Hay. Ui dồi. Nổ bùm. Không được anh em ạ. Cái chiếc cuối của nó hơi dày. Sao chúng ta quay lại ăn con rồng này nào anh em ơi. Chắc chắn với sự tăng tiến sức mạnh này sẽ giúp cho đội nhà nó rất là hoành tráng và cảnh mãn hơn. Tiếp tục là check bùa nhá. Hiện tại thì chỉ có bùa xanh thôi, chỉ vậy chúng ta không phải check. Sau khi ăn xong con rơi này, chúng ta di chuyển sang mảng bùa đỏ nhá, để mà tí stream nó qua luôn này. Hiện tại mình nghĩ là bùa đỏ team bạn chắc ăn rồi, tại vì thấy thằng vai ổn trên đoạn đường đấy thì rất là hiếm khi bọn nó sẽ bỏ ra. Hiện tại mình sẽ cam mid anh em ơi. Mid là cái thằng rat. Ôi rồi nhìn kìa, nhìn bản đồ nhỏ kìa, bọn nó định cướp này cũng là chết một lần chưa chịu dừng lại anh em ạ. Tôi sẽ bắt được bằng được cái trộm này. Đấy rồi, bị một lần được chữa hả em ơi, một lần được chữa bạn ơi. Ui, được. Bọn này nó lầy lắm anh em ạ, cướp một lần cũng được, bây giờ bọn nó còn cướp lần hai lần ba cơ. Ui dồi, chắc vậy chơi. Ôi dồi, chạy anh em ạ. Sao thoải mái đi anh em ạ. Nói chung là con Joker thì nó mạnh ở tầm cận chiến thôi, chứ mình chạy ra xa ấy thì không cần gì phải sợ nó cả. Chúng ta quyết định là biến về nhá. Sau khi biến về thì chúng ta lại di chuyển sang cái mảng bùa xanh anh em ơi, tại vì bùa xanh là chuẩn bị ra rồi. Mình sẽ ra check tầm nhìn cho Slim ở bên mảng bùa xanh, hoặc là có thể là ghé thăm sang bùa đỏ team bạn nhá. Chúng ta sẽ đánh Batman để hiểu là kiểm soát. Tại sao? Tại vì chúng ta ở chiếc cuối. Chiếc cuối để làm gì? Chiếc cuối để chúng ta soi bản đồ cho các đồng đội của mình, vừa an toàn lại vừa tiện lợi đấy rồi. Có một điểm mà hay ở Batman mà anh em chú ý đó chính là gì? Đó chính là nếu anh em phóng chiêu 2 mà không trúng bất kỳ đối tượng nào, không trúng lính, không trúng quái thì anh em còn giữ nguyên tàng hình nhá, không bị lộ. Nhưng mà chỉ cần anh em phóng Peter rơi như tôi vừa rồi ấy, thì nhất định nó sẽ bị lộ tàng hình ra. Ở trong trạng thái tàng hình, anh em có thể sử dụng hồi máu, sử dụng hồi phục và nhiều thứ khác. Chỉ cần không tác động lên đối thủ hoặc là lính quái gì thì anh em nhất định không bị lộ nhá. Ok, quyết định là gank bên trên nào. Thì bạn xem ra là khá hào hứng đây. Mình nghĩ là mình sẽ bắt được cái tên vai ô này. Hello baby. Chuẩn bị có chiếc cuối rồi anh em ơi. Ui nhầm. Em mình lộ tay anh em ạ. Sao? À được chắc rồi. Mình nhớ tay anh em ạ. Mình đang ra chỉ cần ấn nhẹ một cái thôi, nhưng mà lúc đấy là nó phản ứng đầu tiên của mình ấy, nó lại chưa đủ thời gian để mà hồi chiêu. Thành ra là mình vội tay quá, thành ra ấn thêm hai lần nó bung luôn chiêu cuối. Đó là điều rất đáng tiếc, nếu không chắc chắn hai cái mạng kia mình sẽ vét được ngon anh em ạ. Rất là đáng tiếc luôn. Anh em cần phải lưu ý nhá, chúng ta cũng phải bấm từ từ thôi, đặc biệt là cái chiêu cuối này. Chiêu cuối nó rất là quan trọng anh em ạ, nó giúp cho mình khi mà bắn chiêu hai được ấy, sục sát thương rất là đáng sợ đúng không nào. Nói chung là Batman sợ nhất cái khoản đó chính là tàng hình và sau đây là mắc cung. Đó là cái sự đáng sợ của thanh niên Batman này. Từ nào khi bạn là thằng Joker đi đường vậy ạ. Con này nó đi solo cánh anh em ạ. Mình bắt thằng này nhá. Ôi anh em chưa, nếu mình phóng phi tiêu rơi trượt ấy không sợ cả đâu. Vào luôn, em xin mạng nhá. Quá là thơm anh em ạ. Nói chung về cái khả năng sốc sát thương ấy thì Batman là một trong vị tướng rất là đáng sợ.
nó còn có một số điểm đáng sợ hơn cả Joker các anh em ạ. Joker có khả năng gây sát thương, tấu rỉa từ xa và sức sát thương khá ổn từ nội tại và trước cuối. Nhưng mà Batman là một vị tướng bắt chủ lực thì gọi là phê, cực kỳ phê luôn, nó rất là mạnh anh em ạ. Nếu mà fan này có trước cuối mình sẽ vào chết bùa đỏ của tiên địch, nhưng mà rất tiếc là không có trước cuối. Chứ vậy mình chỉ cần bảo kê tầm nhìn thôi và mình sẽ cam từng mít nha anh em ơi. Ở trong phiên bản này ấy, anh em cần phải biết được rằng team mid ấy, đa phần người ta rất là hay cam đường mid, tại vì đường mid là một cái đường gọi là cực kỳ quan trọng. Ok, đánh nhau kìa, mình bắt được thanh niên ID này không đây? Cho bé bé. Ôi, chết một lần là chưa kịp ngáp mà bạn ơi. Thằng ID này nó rất là nhây anh em ạ. Vì mình bắt tận 3 lần rồi nhưng mà nó vẫn cứ nhây, thích ra cướp rừng cơ. Đã thọt lời mồm ra vẫn cứ thích cướp rừng. Đó là sai lầm của đối thủ và hy vọng rằng sai lầm này không tái hiện trong các bạn nhá. Thực ra ấy, ở trong video clip này thì mình lên cái trang bị nó hơi cổ một chút. Cái trang bị chuẩn của mình là mình để ở góc bên trái cho anh em ơi. Anh em cứ lên theo trang bị chuẩn đi nhá. Đừng lên theo trang bị mà tôi đang lên ở trong trận đấu này. Đây chỉ là một trang bị trong trận đấu này, tôi chỉ là đang muốn test thôi. Thành ra nó không chuẩn như cái trang bị mà tôi đưa ra cho anh em không bằng mặt đâu. Đặc điểm khác là ở trong cái... Quá thơm. Được rồi, tôi xong anh em ạ. Bắt được đối thủ thì xác định là nằm viện anh em ơi. Đó là một cái điều cần giống với thằng Zuka ấy. Nếu mà nó phi vào giao tranh mà không bắt được thằng nào ấy, một là chạy ra được, hai là chờ chết mà thôi. Được rồi, đánh nhau rồi, hay quá, làm choáng, chiêu 1. Hay, quá thơm anh em ạ, quá thơm, tình yêu. Zone đang bán cực kỳ lực luôn. Thanh niên thanh niên Zone tên là gì? Pochito gì đấy. Thanh niên này bắn sản phẩm ghê phết anh em ạ, gặp mấy trận rồi. Thanh niên này bắn cực kỳ đấy. Lúc thì là Zone, lúc thì là Van hay là mấy con bài khác, bắn khá là ghê. Nói chung là trong phiên bản này ấy, nếu mà các bạn gặp xạ thủ đi solo đường thì không thể lãng đâu. Thực ra thì ở các bậc rank nào cũng có cả. Tại vì mùa này xạ thủ nó rất là mạnh mà anh em ơi, đặc biệt là cái con Van Hên ấy, nó rất là mạnh luôn. Thực ra là việc cần xạ thủ như là Van Hên đi solo đường nó trở thành một cái xu thế nhỏ. Không phải là xu thế của đại đa số người, nhưng mà đấy là cái xu thế nhỏ anh em ơi. Chỉ vậy đừng cảm thấy quá xa lạ. Tại vì thực sự thì thằng Vện, thằng Van nó khỏe lắm. Ở trong phiên bản này thì với anh em luôn là con Van nó rất là khỏe, cứ vào nhá. Thì ta tranh này nhìn là biết là không đánh được rồi. Tốt nhất đừng có vào. Chỉ cần đánh tốt gì chỉ gì thôi. Và đẩy lính thật là cao anh em ạ. Sau đấy là ăn kinh công và giải quyết tất cả mọi thứ thôi. Ok, vậy là hai sản thủ quyết định là kinh công. Mình sẽ cố dọn cái đống này. Và sau đấy là đi chiếc tầm nhìn cho đồng đội nhá. Mình sẽ ra chiếc tầm nhìn thôi đấy. Anh em thấy được rằng sức mạnh của Slim bắn theo sức thương rất xa rồi đúng không nào? Mình sẽ ra đây chiếc tầm nhìn. Khi mà anh em Batman có chiêu cuối ấy, anh em check tầm nhìn cực kỳ thoải mái luôn anh em ạ. Anh em thể check thoải mái. Xong rồi. May quá bị lộ anh em ạ. Nhưng mà chúng ta phải đợi hồi chiêu phi tiêu rơi nhá. Tôi cố gắng ăn thịt cái thanh niên này. Tôi khỏi anh em ạ. Chúng ta team địch đang ở trong cái tình thế người ta gọi là tử thủ, nên đánh rất là chắc kèo anh em ơi. Trong trận đấu này thì mình lên đồ nó hơi gì khác một chút, chứ không phải là dùng cái đồ chuẩn mình để ở phần video. Chứ vậy anh em cứ lên đồ theo mình để ở phần video nhé. Bảng ngọc thì đương nhiên rồi, có 3 dòng nó giống Joker anh em ạ. Batman nó đi roam giống Joker, công vật lý 45, chuyên giáp 100 và tốc độ chạy 10. Tiếc là cái bảng ngọc mình đang chơi trong cái nick này ấy, nó có bảng ngọc chuẩn của Batman. Đó là cái điều rất là đáng tiếc. Ăn luôn, ui xùi, ui. Vào luôn. Gắn đấy, tôi chạy được không đây? May quá. Mà lúc vào kịp thời anh em ạ, không thì mình bị cái trụ nó bắn cho nát mặt rồi. Chơi được anh em ơi. End game luôn. Hay quá. Tuyệt vời. Zone bắn hơi bị gắt đấy anh em ạ. Nói chung là về cuối game hay là có lợi thế thì Zone nó bắn lực lắm. Ít có tướng nào mà ăn lại được Zone đâu. Chúng ta tiếp tục để đường nào. Chắc đánh kèo luôn, ok. Thôi win nào anh em ạ. Chắc là không cần phải ăn cái chung này đâu. Thì win được luôn. Mình xem tình thế là biết mà. Thôi win nào anh em ơi. Cảm ơn anh em đã xem video này. Đừng quên làm thẻ theo kiểu mình nhé. Và đừng quên đánh giá lại dưới đây. Sau đây là trang bị và bảng ngọc Batman cho anh em. Bye bye anh em. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên, các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên
ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.